Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam. Công Phượng, Công Phượng trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo ra một tiền phong, đúng là một tiền phong của đội trưởng áo số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Bàn thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng.